giá gà hôm nay tiếp tục được giữ nguyên như cuối tuần trước. Gà mía đầu tuần giao động từ 76.000 đến 83.000 đồng mỗi kg. Gà minh dư khoảng 50.000 đến 63.000 đồng mỗi kg. Gà ri là từ 50.000 đến 61.000 đồng mỗi kg và gà nòi khoảng 72.000 đồng mỗi kg. Tương tự cuối tuần trước, giá vịt hôm nay giao động từ 50.000 đến 54.000 đồng mỗi kg. Không khác gì so với tuần trước. Đồng Nai giữ giá bán cao nhất cả nước và giá thấp nhất là ở Cần Thơ và Đáng Láng. Sau phiên tăng giá ngày 15 tháng 9, giá vật vẫn chưa có thay đổi thêm. Thêm một ngày nữa yên ắng, giá trứng gà hôm nay vẫn giữ nguyên từ 1.700 đến 2.000 đối với trứng gà đỏ. Giá trứng gà trắng cao hơn, giao động từ 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg. Mức giá này đã đứng yên trong thời gian rất lâu. Giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày miền Bắc dao động trong khoảng 58.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 55.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Đông dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg. Gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Tây dao động trong khoảng 39.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền Bắc dao động trong khoảng 38.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền Trung dao động trong khoảng 27.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền đông dao động trong khoảng 27.000 đồng mỗi kg gà thịt, miền tây dao động trong khoảng 27.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt super em, miền đông dao động trong khoảng 42.000 đến 43.000 đồng mỗi kg, giá vịt thịt trim bao, miền đông dao động trong khoảng 43.000 đến 44.000 đồng mỗi kg, giá vịt giống và thương phẩm tăng cao. Gần 2 tháng qua, giá vịt giống và thương phẩm tại Bắc Giang luôn duy trì ở mức cao người chăn nuôi thu lãi hàng chục triệu đồng một nghìn con vịt thương phẩm. Anh Trần Văn Quyết, chủ chăn nuôi ở thôn Hòa An, xã Đoan Bái, Hiệp Hòa cho biết, gia đình anh vừa bán hơn 3.000 con vịt thương phẩm siêu nạc, giống tri mau của Pháp với giá 52.000 đồng kg. Do được chăm sóc tốt nên đàn vịt có cân nặng từ 3,6 đến hơn 4 kg con. Anh Quyết thu lãi hơn 50 triệu đồng mỗi 1.000 con sau 2 tháng nuôi. Được biết, giá vịt tại địa bàn Bắc Giang đang giao động từ 52 đến 57.000 đồng mỗi kg, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá ngang cũng đang ở mức cao, giao động từ 65 đến 67.000 đồng mỗi kg, tăng hơn 10% so với cùng thời điểm năm 2022. Giá vịt thương phẩm tăng khiến giá vị giống cũng tăng theo, giao động từ 18 đến 24.000 đồng mỗi con, tùy loại giống tăng gấp gần 10 lần so với dịp đầu năm nay và gần gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 9 năm 2022, hiện giá vịt giống và thương phẩm đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Nguyên nhân là do hồi giữa năm nay giá vịt thương phẩm thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao nên nhiều chủ chăn nuôi không tái đàn. Bên cạnh đó, thời tiết đang giao mùa nên đàn thủy cầm bị hao hụt nhiều do mắc bệnh khiến cung không đủ cầu.